hồi hộp, cuốn hút là cảm nhận của các vận động viên khi được thể hiện chính mình tại các giải đua xe ô tô địa hình off-road tổ chức trong nước lẫn quốc tế. Những giải đua xe còn là sân chơi để các tay đua rèn luyện thể chất, nâng cao kỹ thuật lái xe ô tô địa hình và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, các vận động viên còn có thể tham gia công tác từ thiện ở vùng sâu vùng xa, cũng như công tác an ninh quốc phòng, cứu hộ, cứu nạn. Những màn đua tài off-road cực chất sẽ có trong chương trình Xe và Gia đình hôm nay. Quý vị thân mến, với sự phát triển phong trào bộ môn chơi xe thể thao địa hình trong nước và quốc tế, giải đua xe ô tô địa hình off-road hướng đến một sân chơi lành mạnh, vui khỏe, rèn luyện thể chất cho những người yêu thích bộ môn thể thao Việt giả. Và đây là cơ hội để các tay đua giao lưu, giúp nâng cao kỹ thuật lái xe an toàn cho cộng đồng này nói riêng và cho người đi xe ô tô nói chung tại Việt Nam. Và chương trình Xe và Gia đình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn màn trình diễn off-road vô cùng mãn nhãn. Nhưng trước tiên là những thông tin về những chiếc xe trong nước cũng như thế giới. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11 năm 2022, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng gần 23.000 ô tô nguyên chiếc với tổng kim ngạch hơn 468 triệu đô la Mỹ. So với tháng 10, lượng xe nhập về tháng 11 vừa qua tăng gần 59% về số lượng và 46,7% về giá trị. Như vậy, sau tháng 10 sụt giảm thì lượng xe nhập khẩu vào thị trường ô tô Việt Nam đã lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ. Thậm chí lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 11 là con số kỷ lục từ trước đến nay, và đây cũng là tháng đầu tiên có lượng xe nhập khẩu đạt từ 20.000 xe trở lên. Trong tháng 11 năm 2022, Thái Lan vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu nhiều ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam nhất với 10.770 xe, đồng thời đạt giá trị cao nhất với gần 215 triệu đô la Mỹ. Nhằm kích cầu tiêu dùng cuối năm và tăng doanh số dịp Tết, nhiều hãng xe, đại lý ô tô đã tung ra những chương trình ưu đãi giảm giá bán cho các mẫu xe. Cụ thể, ngay đầu tháng 12 năm 2022, Honda đã tung ra chương trình ưu đãi 100% phí trước bạ đối với khách hàng mua xe CR-V từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 12. Hãng xe Nhật Bản khác là Subaru cũng đang tung ra mức giảm hàng trăm triệu đồng cho khách hàng mua xe Forester trong tháng 12 năm 2022. Cụ thể, khách hàng đặt mua xe Subaru Forester bản 2.0 EL sẽ được giảm giá tiền mặt 259 triệu đồng và có quà tặng. Subaru Forester phiên bản 2.0 ES iSize cũng sẽ được tặng quà và giảm 184 triệu đồng tiền mặt. BMW đã chính thức công bố hợp tác với Thaco Auto trong việc lắp ráp xe tại Việt Nam. Thương vụ này sẽ mở rộng mạng lưới sản xuất xe BMW tại khu vực châu Á, vốn bao gồm các nhà máy BMW tại Thái Lan, Ấn Độ hay các liên doanh tại Trung Quốc, Malaysia, Indonesia. Như vậy, sau 5 năm nắm quyền phân phối sản phẩm BMW tại Việt Nam thông qua đường nhập khẩu nguyên chiếc, Thaco Auto giờ đây đã có thể lắp ráp những mẫu xe sang của Đức. Trước đây, BMW từng được lắp ráp tại Việt Nam bởi liên danh với VMC, sau đó chuyển sang nhập khẩu hoàn toàn khi được Oro Auto phân phối. Thaco Auto sẽ chỉ lắp ráp 3 series, 5 series, X3 và X5 tại Việt Nam. Những mẫu xe khác trong thời gian tới vẫn sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài. Tính từ đầu năm đến nay, có tới gần 20 mẫu ô tô 7 chỗ ra mắt tại Việt Nam, trải khắp các phân khúc MPV bình dân, SUV, CUV hạng D, SUV cỡ lớn và thuộc cả tầm giá bình dân lẫn hạng sang. Không chỉ phát triển nhanh chóng cả về chất và lượng, doanh số các mẫu ô tô 7 chỗ tại Việt Nam năm nay cũng đã vượt qua năm trước. Cụ thể, tính đến hết tháng 10 năm 2022, tổng doanh số ô tô 7 chỗ gồm phân khúc MPV và SUV hạng C, D, E đạt 88.124 chiếc, tương ứng mức tăng hơn 21% so với năm 2021. Lượng ô tô 7 chỗ bán ra trong 2 tháng cuối năm hứa hẹn sẽ còn tăng mạnh so với cùng kỳ 2021, khi các dòng xe hoàn toàn mới như Stargazer, Carenz bắt đầu có số liệu bán hàng. Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, các lỗi liên quan đến ắc quy và khóa tựa lưng trên hàng ghế thứ ba là lý do khiến Mercedes-Benz Việt Nam liên tiếp triệu hồi xe. Đầu tiên, đối với dòng xe i350 AMG mã W213, chương trình triệu hồi tại Việt Nam là một phần trong chương trình triệu hồi toàn cầu có số hiệu 5490204 nhằm kiểm tra và gia cố giá đỡ cho bình ắc quy 12V của xe. Ngoài i350 AMG, hãng xe Đức còn triệu hồi 663 chiếc GLS 450, 4 Matic
mã X167 với lỗi phát sinh nằm ở lò xo trong cơ cấu khóa cửa tựa lưng hàng ghế thứ 3. Các xe bị triệu hồi cũng do Mercedes-Benz Việt Nam lắp ráp và sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 6 năm 2022. Thời gian triệu hồi sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Quý vị và các bạn thân mến, off-road là sân chơi quen thuộc của những người đam mê môn thể thao đua xe nói chung và đua xe ô tô địa hình nói riêng từ nhiều năm nay. Việc có được một sân chơi đều đặn là điều rất quan trọng đối với các vận động viên ở bất kỳ môn thể thao nào. Và đối với những môn thể thao còn mới như đua xe, điều này còn có ý nghĩa đặc biệt bởi nếu không, phong trào sẽ không có cơ hội để lớn mạnh. Và các vận động viên cũng có thêm cơ hội để giao lưu, chia sẻ, cạnh tranh một cách tích cực, nâng cao ý thức, kỹ năng và thành tích thi đấu. Những giải thi đấu off-road dù lớn hay nhỏ cũng đều là ngày hội được các vận động viên và khán giả yêu bộ môn chơi xe ô tô địa hình thể thao rất là đón chờ. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi đến với những màn thi đấu vô cùng mãn nhãn ngay bây giờ nha. Xin mời! Off-road là từ chỉ việc lái xe, ô tô, xe máy, xe đạp trên những địa hình hiểm trở như đường mòn, cát sỏi, lòng sông, đường đồi núi và cũng được sử dụng như một tên gọi dành cho môn thể thao mạo hiểm cho những người thích trải nghiệm chinh phục các cung đường hiểm trở, rừng rậm, lội suối, trèo đèo, thậm chí là sa mạc. Off-road là bộ môn đòi hỏi các tay lái cần có kỹ thuật và kiến thức về xe, địa hình khi di chuyển để đảm bảo an toàn cho chính bản thân cũng như chiếc xe. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia cái cuộc thi cát này. Chung là nó khác với trải nghiệm mà như mình đi trên đường bùn, đường đất đỏ như trên Gia Lai. Đi đây nó rất khó, nhiều khi mà chỉ cần nhanh tốc độ nhanh một chút là nó sẽ bị lật tay lái. Đánh lái nó rất là bị quay cái vô lăng, là phải giữ được cái vừa tốc độ, vừa giữ được cái vô lăng, làm chủ được cái xe của mình để vượt qua được cái bài này. Hấp dẫn, hồi hộp, cuốn hút là cảm nhận của các vận động viên khi được trải nghiệm trên những cung đường dốc, lún sâu, thậm chí là buồn lầy ở các giải đua xe địa hình lớn và nhỏ trong nước. Vừa rồi mình được may mắn là được giải 2 của hạng nâng cấp ở giải VOC Hà Nội. Có một bài mà rất là ấn tượng là rất là nhiều vận động viên không qua được, nhưng mà mình chạy qua được và được đạt nhất cái bài đấy. Rất là thích. Bộ môn này nó sẽ làm cho mình vượt được qua bản thân, chính của bản thân mình. Cái điều đó là làm cho mình thích nhất. Với những thành viên ở câu lạc bộ xe bán tải Đà Nẵng này, mỗi lần tham gia giải off-road là thêm một lần họ được bổ sung kiến thức, kinh nghiệm lái xe địa hình, được chính mình vượt qua những thử thách với bao khó khăn mạo hiểm và biến nó trở thành kỹ năng cơ bản để lái xe và ứng dụng trong cuộc sống. Những năm qua, nhiều thành viên của câu lạc bộ xe bán tải Đà Nẵng đã trưởng thành với kỹ năng chinh phục địa hình thuần thục. Các thành viên này đã tham gia nhiều hoạt động cứu trợ cũng như thực hiện các chương trình từ thiện xã hội tại khắp các vùng miền trên cả nước, nhất là những khu vực vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn. Có nhiều cái cuộc thi như thế này thì mình cảm thấy là mọi người có một cái cơ hội để có thể giao lưu, kết nối, học hỏi và trải nghiệm tốt hơn trong cái nâng cao được cái trình độ cũng như là cái thỏa mãn cái niềm đam mê của mình hơn. Khi mình luyện tập trên các địa hình này và tham gia cuộc đua như này thì khi mà ứng dụng vào trong đời sống cũng như cái hoạt động cứu hộ, cứu trợ ở các cái địa hình mà nó khó khăn, phức tạp thì nó sẽ giúp mình xử lý tình huống tốt hơn. Với những kỹ năng xử lý đẳng cấp, tinh thần thép cùng bản lĩnh vững vàng, các giải đua xe ô tô địa hình đã mang đến một cộng đồng lành mạnh nhằm trao đổi và giúp nâng cao hiểu biết kỹ thuật lái xe an toàn, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của giải đua xe ô tô địa hình lớn và lâu đời nhất Việt Nam. Quý vị thân mến, chúng ta vừa được chiêm ngưỡng những màn thi đấu vô cùng mãn nhãn và đầy gây cấn. Và để có thể lái xe được trên địa hình hiểm trở như thế này thì đòi hỏi những người lái xe phải có kỹ năng rất là thượng thừa. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với anh Doãn Vũ Hoàng, Phó Chủ tịch câu lạc bộ xe bán tải Đà Nẵng, sẽ chia sẻ cho chúng ta những kinh nghiệm để có thể lái xe trên chiếc xe bán tải này nhé. Để điều khiển xe bán tải chạy trên địa hình đồi cát này thì chúng ta cần, trước tiên là chúng ta cần phải xả lốp để cho xe có một cái áp sức lốp vừa phải. Nếu mà nó căng quá thì nó sẽ bị tua, và nó mềm quá thì nó sẽ dễ bị bung khỏi bánh. Cái thứ hai đó là động cơ cần phải được nâng cấp để cho có công suất mạnh hơn, tránh trường hợp là bị đuối máy khi mà lên những cái đồi dốc cao.
hệ thống treo của xe được cải tạo để có thể thích nghi được những cú bay nhảy, những lúc mà hỏng cả bốn bánh lên và đáp xuống. Ngoài những cuộc thi đấu hoặc là giải đấu như thế này thì câu lạc bộ mình còn có những hoạt động gì khác không ạ? Ngoài những cái cuộc thi đấu thì câu lạc bộ cũng hoạt động về các cái mảng công tác xã hội rất là tốt. Câu lạc bộ thường xuyên có những cái chuyến từ thiện do anh em câu lạc bộ quyên góp được và đi xây các nhà tình nghĩa ở Nam Trà My. Hàng năm câu lạc bộ có những cái chương trình tiếp sức trẻ em vùng cao đến trường ở Tây Giang. Và đối với công tác xã hội của thành phố thì câu lạc bộ bán tải Đà Nẵng là trực thuộc thành đoàn Đà Nẵng, cho nên là cũng được Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho những cái chuyến hỗ trợ người từ miền Nam về quê tránh dịch ở cái đợt dịch vừa rồi. Như anh Doãn Vũ Hoàng chia sẻ thì ngoài những cuộc thi đấu gay cấn và đầy hấp dẫn như thế này thì câu lạc bộ còn có rất là nhiều những hoạt động ý nghĩa và nhân văn cho cộng đồng và xã hội. Tôi xin cảm ơn những phần chia sẻ của anh ngày hôm nay ạ. Quý vị thân mến, đua xe địa hình là môn thể thao mạo hiểm, ngày càng được nhiều người yêu thích và trở nên phổ biến tại Việt Nam. Môn thể thao này thì giúp rèn luyện thể lực, tinh thần, kỹ năng, kiến thức cùng ý chí kiên cường và tinh thần đồng đội để chiến thắng mọi khó khăn thử thách. Và hy vọng câu chuyện về những giải đua xe ô tô địa hình trong chương trình Xe và Gia đình hôm nay đã mang lại cho quý vị và các bạn một sự hứng khởi về bộ môn thể thao mới này. Và đến đây, chương trình cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.